10 chiếc xe mô tô mới 2020 tuyệt vời nhất năm nay. Những chiếc mô tô mới 2020 của nhiều thương hiệu đình đám được xuất hiện đầy đủ trên mô TV như BMW kép A1250 AS 2020, Harley Davidson Laiwa 2020. 1. BMW kép A1250 AS 2020, giá 15.695 đô la. 2. Harley Davidson Laiwa 2020, giá 29.799 đô la. 3. Honda CB1000A Custom Sunset Edition 2020. 4. Indian Roadmaster Dark Horse 2020, giá 28.999 đô la. 5. Kawasaki Z1000A Edition 2020, giá 14.099 đô la. 6.

Zero Senior F2020, giá 19.495 đô la. 10 mẫu xe mô tô mới 2020 đáng chọn năm 2020. Tôi mới học lớp xóa mù chữ, nên đọc không trôi chảy mong quý vị thông cảm. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.